ngày xưa tôi thấy như ấm từ hơi thở. Mặt đường khuya nhẹ bước thân quen, Hà Nội trên cao mây trời lòng gió giáng thanh thanh trong sáng hồn thơ. Tôi thấy như hoa đào trưng nở một mùa xuân trong sáng đời chờ. Zalo xin kính chào các bác ạ. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu đài radio đèn của Đức các bác nhá. Chiếc này thì là âm thanh stereo luôn ạ. Hai loa bầu dục rất là to và hai loa check hai bên, thì lát nữa em sẽ quay phần nội thất bên trong. Phần trước của cái chiếc đài này nó rất là đẹp. Đấy. Thứ nhất là cái kết cấu của nó này. Đây này gỗ này, phủ bóng piano rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là những cái điểm nhấn là những cái vành lưỡi viền được bọc mạ đồng xung quanh ở đây, và đây một cái thanh chỉ đồng chạy dài ở đây. Đấy, tạo nên cái điểm nhấn cho chiếc đài này. Đấy, ở đây là cái nút hàng bấm để chỉnh các chế độ âm thanh như bass, gia, solo. Đấy, âm thanh stereo, âm lượng, đây là âm lượng. Đấy, đây là dò ạ, đây là dò sóng ạ. Chiếc này thì nghe FM 100 nhá, tần số đi 100 cũng là nghe được đủ đài Việt Nam rồi đấy ạ. Đấy, đây là 91 là VOV giao thông này. Và đây cái quan trọng là chúng ta có thể có cái đài đèn ống nước này, đèn tín hiệu ống nước, coi nhìn nào. Đấy, chúng ta khi sóng nó căng hay không ấy, chúng ta nhìn vào cái đèn này. Đấy, khi sóng nó căng thì hai cái đèn này, ống này nó sẽ chạm với nhau. Đấy, nó càng sát nhau bao nhiêu thì sóng nó càng nét bấy nhiêu các bác nhá. Đấy, đèn hắt đấy rất là đẹp mà. Đấy, FM này các bác ấn vào cái nút này nhá, UKV kép. Bên đây là chỉnh tép này, giải cao này. Bên đây là chỉnh bass này. Đấy, giải trầm này. Gạt sang bên trái thì là nhiều trầm hơn các bác nhá. Chứ không phải gạt sang bên phải nhá, gạt sang ngược kim ngò thì là trầm nhiều hơn. Đấy, còn nếu mà các bác nghe AM á, các bác ấn cho em nút này nhá. FM này và MV kép này. Đấy. 900-888. Các bác ấn hai cái nút này xuống nhá. FM và MV kép này. Thì nó là AM nhá. Nó là sóng AM. Sóng. Đấy. Là một trong những phương châm được đưa ra đấy, nhằm ứng phó kịp thời. Em. Lưu thông máu. Đấy, sáu em. Đấy. Khi muốn nghe FM các bạn vào đây. Đấy, các bác bỏ cái này đi, các bác nghe UKV kép thôi. Đấy, chỉ chúng ta FM nó là cái trên cùng này các bạn này. Nó là giải tần trên cùng này các bác nhá. Đây, 91 này. Đấy. Vậy thì từ những cái triệu chứng mà thoáng qua hoặc là nó xảy ra trong một cái bối cảnh chiếc đài chạy rất là hoàn hảo đâu các bác nhá. Và ngoài ra có một cái hay nữa mà em giới thiệu các bác, là cái chiếc đài này nó có cả cổng kết nối với các thiết bị bên ngoài, ví dụ như cổng AUX ấy. Nếu các bác cổng AUX thì các bác ấn vào này nhá, TATB nhá. TA và TB có nghĩa là gì ạ? Nó là âm thanh hai loa hai vế đấy, thì nó gọi là TATB. Đấy, các bác ấn hai cái TATV để xuống này và các bác cắm vào cổng đằng sau. Đây, đây cái cổng đằng sau em sẽ chỉ cho các bác nhé. Em quay qua tổng thể các bác nhìn này, đây đài rất đẹp nha, nguyên bản hết các bác nhé. Đây, đây là hai loa bên hông này. Đấy, đây loa bên hông tiếp này, rất đẹp luôn ạ. Đây là cái phần đáy em tháo cho các bác nhìn này, đây là kết cấu này, các bác nhìn loa của nó này, đây 25 nha, một găng tay không hết cái loa này. Loa rất to các bác nhá. Hai loa hai bên này. Đấy. Cộng thêm hai loa chép này. Đấy, hai loa chép hai bên các bác nhá. Đấy, zin hết nguyên bản. Con này chạy đa cầu điện các bác nhá. Nhưng mà em đang để điện 220. Đấy, các hệ thống bóng đèn của nó đây. Con này rất mới. Đấy, nhìn rất gầm bố luôn. Và rất nặng các bác nhá. Thì đây, đây chính là cái cổng mà chúng ta để chúng ta kết nối đây. Các bác có thể nhìn cái sơ đồ của nó đây nhá. Đây là TATB này. Đấy. À, cắm ra loa ngoài này. Chỉnh ba năng này. Đấy. Con này chỉnh ở ba năng các bác nhá.
Đấy, đây là cái cổng TA-TB này. Đây chính là TA-TB này. Đây là TA này. Đấy, đây là TA, đây là TB. Đây là ba lăng cân bằng hai loa này. Đấy, cân bằng hai loa các bác nhá. Đấy, cân bằng hai loa hai vế này. Đây là các cổng cắm ra loa này, riêng này. Đấy, bóng này bóng công suất này, bóng này L84 các bác nhá. Đây là cái hệ thống bóng của nó này. Thì trên này luôn luôn nó sẽ có cái hệ thống bóng đây các bác nhìn này. Đấy, 2L84 này. Đấy, tên bóng nó đây các bác nhỉ. Đây là các ký hiệu này, ra loa này. TATB này. Đây là cầu điện này. Đấy, và đây là các hệ thống cắm AM FM. Đấy, made in Germany, Đức. Thì đây là những chiếc đài của Đức mà. Đấy, đây là chiếc đài của Đức các bác nhá. Chiều ngang của chiếc đài này là 70 cm các bác nhá. Chiếc đài rất là to đấy ạ. Chiều ngang này là 70 ạ. Chiều cao là 44 các bác nhá. Chiều cao này là 44 cm và chiều ngang là 70. Đấy, rất là khủng luôn. Đấy. Đấy là bác nào mà chúng ta thích những con đài đẹp mà trưng bày mà có những cái vị trí kê bày thì các bác liên hệ em nhá. Đấy, những chi tiết rất đẹp. Đấy. Rất đẹp luôn. Kính này, kính zin hết nhá. Đấy, kính zin đẹp nhá. Đúng nút rất đẹp mới này. Đấy. Đây là chiếc đèn stereo này, các bác nhả ra nó mất đèn này. Ấn vào này, nó có đèn này. Đấy. Dạ. Và đây. Đây là cái sóng này. Cái dải sóng này. Đấy, khi nào nó có sóng, sóng nó lên cao bắt đầu là nó sẽ bị chạm vào nhau có nhá, hai cái vạch xanh này, nó sẽ đi gần vào nhau. Đấy. Rất hay ạ. Vâng, rất đẹp các bác nhá. Lưới zin này. Vải zin này. Đấy. Rất mới các bác nhá. Một chiếc đài cổ tầm 60 năm tuổi như thế này là thực sự là rất là đẹp. Bác nào mà chúng ta muốn decor một cái góc phòng khách, phòng làm việc. Đấy. Đặt những chiếc đài này vào rồi không cần nghe, chỉ để bày thôi đã thấy đẹp rồi. Tuy nhiên là chính chiếc đài này thì nó vẫn hoạt động hoàn hảo hết các bác nhá. Nó vẫn hoạt động hoàn hảo hết. Đấy, nên là bác nào mà chúng ta thích những chiếc đài đẹp độc thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. Đấy. Chiếc này bên em đang có mức giá là 16 triệu đồng các bác nhá. 16 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì liên hệ Hoàng Gia Audio nhá. Siêu đẹp luôn. 16 triệu đồng cho chiếc đài đèn radio đèn của Đức, sở hữu hai loa với chiều ngang là 25 cm. Đấy. Hai loa tép âm thanh stereo. Đấy, hoạt động hoàn hảo cả FM, AM và có cả các cổng cắm tín hiệu AUX bên ngoài. Đấy. Kính kiếp nguyên zin hết, không có bong chóc các bác nhá. Đẹp luôn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá trong các clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio.